vực kho báu gia truyền của bà cố nội bên vợ để lại. Mà sao nhìn nó kỳ vậy trời, cổ mà cũng không ra cổ, cũ cũng ra cũ nữa. Cái này bán ai thấy ai mua trời, cái mấy chục ngàn nó nhiều khi tấm lụm luôn đó. Đúng là phận này ngon, trai 12 bính lúc. Sương gió phủ đời trai, tương lai là giờ nhà vợ. Giờ truyền nãy những gia truyền cũng làm ăn được gì chứ trời. Mệt dễ sợ luôn đó trời. Ê thằng chồng, lấy giùm tiền bông coi. Cái vợ đòi đeo lên đầu ngồi. Thật rồi, để lấy cho nè, mệt quá. Hôm nay không tin gì ghê vậy. Để nào cái vật gia truyền của ông bà cố nội bên vợ mình để lại cho mình nó còn hiệu nghiệm ta. Vậy là cái này có thể đương động được thời gian. Cái gì nữa vậy? Wow. À, thì ra vậy là cái này có thể ngưng động được 1 phút. Được quá vậy ta. Wow. Trời ơi, gì đây? Đúng là cái thằng chồng bất tài vô dụng mà. Nhìn chồng người ta thấy ham, vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa nhiều tiền á, cứ lễ đến á là đặt cọc xe hơi, mua đồng hồ hiệu. Còn anh á, nhìn anh coi, anh có cái gì? Vừa xấu, vừa đen, vừa bẩn, vừa hôi, ăn mặc thì nhếch nhác. Nhìn cái gì? Anh định nói cái gì? Nhìn cái mặt anh ấy kìa, như con cá la hán vậy á. Lại còn đeo 2 cái đít chai trên mắt nữa. Đúng thật là không được cái tích sự gì hết. Lần sau á, tôi nhờ anh cái việc gì thì làm đến nơi đến chốn. Còn nếu mà không được á, coi chừng á, tôi đuổi anh ra khỏi nhà. Quý gia truyền con bà già của mặt cố nội của bà để lại tôi giờ cũng hiệu nghiệm. À, để bà nói cái gì? Xấu hả? Đồng hồ xe hơi hả? Bà có đồng hồ không? Có xe hơi không? Có nhà không? Bà có đẹp không? Trời đất ơi! Bà nên nhớ là tôi đẹp trai biết bao nhiêu người thèm. Mà bà về là chơi, chửi tôi vậy ha. Bà cũng đâu có được cái gì đâu. Cái người ngợm mà nè, cũng có đen như tôi thôi. Mày đặt nón nói người ta, chết bảy tươi nè. 1, 2, 3. Trời ơi, gặp anh đúng thật là vừa bể đồ vừa ướt đồ nó. Đúng là không được tích sự gì hết. Đúng là cái đồ sao chổi mà. Giờ mình có cái vật báo này ha, mình giống như siêu nhân thần công đồ nằm trong tay mình à, rồi đụng tới đâu đó hả là mình dùng tới đó. Đây mới là cờ rớt của tôi nè. Ôi tướng à, người ta cống nào là cống còn y ai với đó con vợ của mình. Nhớm nhách, nhìn như mấy con khô quẹt vậy đó, nhìn nó ghê. Xương sóc đổ lồi sùm hết trơn á. Đây là cờ đất của mình hả không? Dòng nào ra dòng đấy nhìn ngon quá trời luôn á. Bây giờ mình chỉ có 1 phút thôi. Bây giờ là mình xong cái này là mình phải tỏ tình. Mà không, mình phải thịt trước rồi tỏ tình sau. Mình sẽ dùng cái thần công bóp nát quả cam. Đúng rồi. Cờ đất của mình. Lần này vợ tôi đuổi rồi, không có ai cản trở được tôi nữa hết trơn á. Tuyệt vời quá. Mình sử dụng cái tiệt kỹ thân cận. Mình sử dụng cái tiệt kỹ bóp nát quả cam. Trời ơi, 2 vợ chồng mày chơi cái trò gì vậy? Trời ơi, đây nè, vật báu gia truyền của ông bà cố nội tôi để lại nè. Nó làm ngưng động thời gian, nó định thịt bà đó. Mà hồi nãy giờ nó làm gì tôi chưa vậy? Chưa, nó mới chỉ định cái vật báo gia truyền gì kinh khủng vậy trời nữa. Đúng là cái thứ bất tài vô dụng. Chuyến này á, tôi sẽ cắt cái cổ quý của anh cho anh làm thái giám luôn.